Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Giơ Quắt. Và hôm nay đồng hồ Giơ Quắt của chúng tôi review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ Sunrise đến từ Thụy Sĩ đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Giơ Quắt chúng tôi. Thì mẫu đồng hồ này gồm là có 5 phiên bản màu khác nhau đây. Một là màu đờ mi này, hai là màu vàng này, ba là màu đờ mi mặt đen này, bốn là màu bạc mặt đen này, năm là màu bạc mặt trắng. 5 mẫu đồng hồ này thì tôi đánh giá là rất là ok. Anh em xem hết video này và xem ưng được mẫu nào thì hãy ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Giơ Quắt của chúng tôi anh em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Rồi đến với mẫu đồng hồ đầu tiên. Trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ thiết kế là dây vỏ đờ mi này. Mẫu đồng hồ này thì tôi đánh giá rất là đẹp đây anh em này, nhìn rất là chất luôn. Về chức năng của mẫu đồng hồ này thì gồm có là lịch ngày ở cọc số 4 đến 5 giờ và có lịch thứ ở cọc số 9 giờ và có lịch 24 giờ đấy anh em này. Đó. Phần kim giờ và kim phút thì được điểm dạ quang để sáng và ban đêm cho anh em. Đấy, kim mũi giáo rất là đẹp luôn. Đấy, gọi là mũi giáo mũi tên đây anh em này, nhìn này. Đấy, như cái mũi tên luôn. Ngoài ra viền benzen được điểm ký tự để cho anh em có thể nhìn giờ nó rõ hơn này. Đấy, và nó cũng mang cái tính chất là thể thao hơn. Đấy, ngoài ra cái viền benzen được xẻ răng cưa đây. Đấy, gọi là răng cưa bánh xe này. Đấy, rất là chất luôn. Thì mẫu đồng hồ Sunrise này thì anh em cũng biết rồi, nó là một thương hiệu của Thụy Sĩ, được sản xuất tại nước thứ ba, cho nên là giá thành của em nó cũng rất là hợp lý luôn. Và thiết kế của những mẫu đồng hồ Sunrise tôi đánh giá rất là cao. Độ hoàn thiện của em nó thì khỏi phải bàn rồi. Nó ngang tầm với những cái mẫu đồng hồ trên dưới chục triệu của thương hiệu Ozen, chứ không phải đùa đâu anh em nhé. Đây, rất là tinh xảo luôn. Trên núm thì có logo này. Thì đây là gọi là dòng đồng hồ 6 kim. Đấy, đồng hồ 6 kim đây. Đấy, gồm có 6 kim nhỏ đây. Và gọi là dòng đồng hồ 3 đinh đây. Đấy, 3 đinh 1 2 3 đây anh em nhé. Mẫu đồng hồ này thì được thiết kế kiểu dạng thể thao cho nên nó rất là khỏe mạnh luôn. Đấy, rất là khỏe mạnh. Thì size mặt của em này nào. Rồi, tôi sẽ đo size mặt của em đó nhé. Đây, size mặt của em nó này anh em này. Size mặt của em nó là 43.2. Đấy, 43.2. 43.2. Thì size mặt 43.2 này thì dành cho anh em nào có cổ tay to một chút, ví dụ là cổ tay khoảng tầm 18-19. Đấy, 18-19 thì đeo rất là đẹp luôn, 18-19-20. Đấy thì rất là đẹp. Thì độ dày của em nó là 10.1. Đấy, gọi là 10 đi. Đấy, 10.1 thì rất là mỏng rồi, cũng rất là hợp lý với mẫu đồng hồ này. Đây, anh em nhìn này. Đấy, gọi là một phân đi. Đấy, rất là hợp lý luôn. Rồi, tôi sẽ tháo quả bông này ra cho anh em xem. Về chất liệu của mẫu đồng hồ này là mặt kính sapphire này, thép 316L, đấy, mạ PVD. Độ chịu nước của mẫu đồng hồ này là 5 ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay, tắm nhẹ được thoải mái, không nên đi bơi. Đây là dòng đồng hồ đeo văn phòng chứ không phải là dòng đồng hồ mà cho anh em có thể là bơi lội được, cho nên là anh em nếu bơi lội thì anh em cũng nên bỏ ra. Vâng, đây là phần khóa của em nó này. Vâng, lên khóa có logo của Sunrise đây. Đấy, có logo đàng hoàng. Phần đáy của em nó này. Phần đáy của em nó thì bao giờ cũng có thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Ngoài ra thì có cái cốt đây, cốt để cho anh em có thể là check được hàng chính hãng. Thì thương hiệu Sunrise này nó đến từ Thụy Sĩ, cho nên đây nó có chữ Swissmade đây anh em này, Swissmade đây. Và ngoài ra thì có mã viết của đồng hồ này. Mã của mẫu đồng hồ này là DM760SWA. Vâng, giá của mẫu đồng hồ này là 2.990.000. Anh em mua online chúng tôi sale cho anh em 20% thì nó cũng còn khoảng tầm 2.4 triệu thôi anh em nhé. Còn khoảng 2.4 triệu thôi. Thì rất là ok đúng không ạ? Thì chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này là được bảo hành 2 năm. Anh em mua tại Giờ Quắt chúng tôi sẽ bảo hành miễn phí trọn đời cho anh em về mẫu đồng hồ này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem. Đây anh em này, lên tay rất là chất luôn này, cực kỳ là đẹp luôn. Đây. Đấy, lên tay rất là chất luôn. Đấy, cổ tay của tôi 18. Đấy, anh em nào có cổ tay từ 17, 18, 19, 20 đi thì đeo mẫu đồng hồ này thì khỏi phải bàn rồi. Rất là ôm tay và rất là đẹp này. Rất là khỏe luôn. Anh em là học sinh, sinh viên, công nhân, người đi làm. Rồi là anh em chơi thể thao, picnic, có các kiểu du lịch. Đeo mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là không phải bàn rồi. Quá là khỏe khoắn luôn. Nó rất là support luôn. Từ phần dây cho đến phần vỏ tôi đánh giá rất là cao. Nhìn rất là chất luôn. Cực kỳ là khỏe. Vâng, thì mẫu đồng hồ này thì nó gồm có những 5 phiên bản khác nhau. Vâng, về thông số kỹ thuật của em nó thì đều giống nhau thôi. Đấy, nó chỉ khác nhau về cái màu sắc. Đây là em màu vàng anh em nhé. Này, màu vàng rất là đẹp này. Đấy, dây vỏ màu vàng hết. Mặt đây màu trắng. Đấy, cọc số cũng được điểm vàng để đồng bộ với phần dây vỏ rất là đẹp. Đấy, chữ và vạch số là màu đen đây. Rất là nổi bật trên cái viền benzen này. Cực kỳ là đẹp. Rồi, ta sang đến màu khác.
Ví dụ đây là một em cũng dummy, đây là một em dummy. Ví dụ giống như là em thứ nhất này, nhưng mà mặt dial của em này thì là màu đen. Đấy, mặt dial em này là màu trắng bạc. Anh em thích màu trắng thì mua màu trắng, mà anh em nào thích màu đen thì mua màu đen, rất là đẹp luôn. Còn từ phần dây đến vỏ đều giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái mặt dial thôi anh em ạ. Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ tư, thứ năm này cũng vậy thôi. Đấy, giá tiền mọi cái nó đều giống nhau, thông số kỹ thuật đều giống nhau hết. Nó chỉ khác nhau mỗi về cái màu sắc thôi. Thì em này là đều dây vỏ màu bạc hết này. Đấy, cực kỳ đẹp này. Anh em nhìn này. Dây vỏ màu bạc, mặt màu đen. Đấy, em này thì mặt màu trắng. Đấy, anh em nào thích mặt màu đen thì mua mặt màu đen, mà anh em nào thích mặt màu trắng mua màu trắng. Thì thường thì những cái màu bạc nó trẻ trung hơn. Đấy, màu bạc như thế này, dây vỏ màu bạc này nó trẻ trung hơn là những cái màu ví dụ là dummy hoặc là màu vàng như thế kia. Đấy, cho nên là anh em có thể là cân đối xem là mình lứa tuổi nào. Ví dụ là trẻ trung khoảng tầm dưới 30 thì đeo màu trắng này rất là đẹp. Đấy, ngoài 30 trở ra thì đeo những màu vàng kia thì nó cũng là sang chảnh hơn, nó cũng đặc biệt hơn, nó đẹp hơn. Đấy anh em ạ. Rồi, trên 5 mẫu đồng hồ này thì anh em xem là ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu em đó anh em nhé. Rồi, sản phẩm của chúng tôi hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ giữa mắt đây anh em này, tại tầng G trung tâm mại The Garden này. Đường Mỹ Đình Mỹ Trì 5 Từ Liêm thành phố Hà Nội này, và tầng hầm Bixi Savico Long Biên, số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh Long Biên Hà Nội đây. Và có địa chỉ website này và có số hotline cho anh em. Thì khi anh em mình bây giờ mua thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline này hoặc là comment dưới video này để chúng tôi gửi sản phẩm cho anh em. Vâng, còn đây thì là cái thẻ bảo hành của em nó này. Đây là một cái chiếc thẻ bảo hành quốc tế luôn. Đây. Đấy. Đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế, thì ở phần sau này sẽ điền các thông số kỹ thuật của cái mẫu đồng hồ vào đây để bảo hành cho anh em. Thì sản phẩm đi kèm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng anh em nhé. Ví dụ đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu này. Đấy, thương hiệu Sanjai đây. Có hoa văn rất là đẹp này. Đấy. Rồi là có lô sắc nét ở trong hộp đây. Đấy, logo sắc nét luôn. Đấy, một có một quả bông để cài sản phẩm như thế này. Một chiếc hộp chính hãng anh em nhé. Rồi, tôi thì tôi đánh giá mẫu đồng hồ này rất là khỏe khoắn, rất là thể thao và rất là chất lượng luôn. Anh em có cổ tay trung bình khoảng tầm từ 17, 18, 19, 20 thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok. Mẫu đồng hồ này thì rất là trẻ trung, năng động và khỏe khoắn. Vâng, tôi bán cũng rất là nhiều luôn. Trên 5 màu đồng hồ này thì anh em sở hữu được mẫu nào thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu em đó anh em nhé. Rồi, anh em có thắc mắc gì hoặc là có cần hỏi đáp gì thì hãy comment dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp cho anh em. Anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồ giờ quất chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.